Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Yến sẽ giới thiệu với mọi người con Triumph Rocket 3 bảng R lên ghi đông nha. Đây, ngoài này. Ê, anh Hiếu cho em mượn cái chìa khóa đó, Rocket được không? Rồi, đây, ở ngoài này nha mọi người. Xe này chuẩn bị giao cho một anh khách. Vừa rồi Yến cũng có quay một cái con Rocket bảng R màu y chang vậy luôn, mà của một chú cũng đã lên ghi đông bảng GT. Thì đây, hiện tại luôn là con này bảng R. Cảm ơn anh. Bảng R nha, cũng lên ghi đông GT luôn. Đó, đây là cái giải pháp cho mọi người đỡ phải chồm nha mọi người. Đỡ phải chồm này, rồi đỡ phải ngồi khó khăn này kia. Và xe khi mà đã lên cái ghi đông của cái bảng GT rồi á, thì khi mà chạy cái con bảng R này rất là thoải mái luôn nha mọi người. Đây, Yến ngồi cho mọi người xem thử nha. Con này thì Yến làm clip rất là nhiều rồi. Tại vì hiện tại luôn Yến có và đã có một thông tin, thì không biết có chính xác hay không, thì Triumph Rocket sẽ không còn về Việt Nam nữa. Thì hiện tại là hãng bây giờ sẽ bán những con cuối cùng mà giá cũng tốt nữa mọi người. Đó, đây, cái ghi đông bảng R, ghi đông zin của nó sẽ chồm một chút xíu này, sẽ chồm như vậy nè. Thì khi mà mình đã lên cái ghi đông bảng R này rồi, ngồi rất là thoải mái luôn. Thì đó, đây là của một anh khách trẻ nè. Đó, anh đã lên cái ghi đông bảng R này. Đó, đây, sẵn xe ở đây quay cho mọi người thêm một cái nữa. Thì hiện tại màu này á đã hết hàng rồi, nhưng mà ở hãng mình sẽ còn một con bảng R màu, một con duy nhất luôn, cuối cùng tại Việt Nam luôn, là màu xám. Màu xám rất là đẹp luôn, mà xám nhám nha mọi người, y chang vậy luôn, nhưng mà bình xăng màu xám nhám, giá 869 triệu, còn 669 triệu. Đó, chìa khóa cũng quay cho mọi người luôn là keyless nha. Nó sẽ có một cái chìa đi theo nữa, hai chìa. Khi mà cái chìa khóa này hết pin á, thì mình có thể để phía dưới phần cốp dưới đây nè, là để chạm vào, có hai cái ti ở dưới đây nè, là mình có thể sử dụng được. Rồi, thì đối với cái con Rocket này thì Yến đã quay quá nhiều rồi, thì Yến sẽ không nói lại với mọi người nữa. Yến quay sơ cho mọi người xem. Thì đây, giới thiệu với mọi người là đã có thêm một cái khách hàng cũng lắng nghe theo mình và cũng đã chạy thử và đã lên cái ghi đông bảng GT này để ngồi cho thoải mái. Thì đây cũng là một cái giải pháp cho các anh và các khách hàng khi mà đã sử dụng Rocket bảng R, muốn chạy trong phố thoải mái và đi đường xa, thì mình đây có một cái giải pháp là thay ghi đông bảng GT nha, tầm mười mấy triệu nữa lên, nó chạy rất là thoải mái luôn. Và anh chị em nào muốn nghe tiếng bozin thì sẽ nổ cho mọi người ở cuối clip nha, tại vì qua cái ghi âm này thì nó sẽ nghe nó không hay. Rồi, để quay sơ lược cho mọi người xem cái dáng của bảng R này. À, cái bảng R này nó sẽ cao hơn, chiều cao Yến sẽ cao hơn bảng GT nha mọi người. Thì nếu mà anh chị em nào, thật ra nó cũng không cao hơn quá nhiều đâu, thì anh chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn thì mình cũng có thể ngồi được con này. Chiều cao 795, còn chiều cao của con bảng R thì nó sẽ thấp hơn là 765 thôi. Rồi, gác chân song song, ghi đông cao thì ngồi sẽ thẳng lưng. Thì khi đó mình di chuyển với một con xe nặng 291kg thì rất là dễ dàng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nhớ nha mọi người, địa chỉ bên Yến là số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Anh chị em nào mà thích những dòng xe Triumph, hoặc là đặc biệt thích những dòng xe Triumph Rocket này, thì hãy liên hệ với Yến và Yến sẽ tư vấn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip.